Này, nam nữ bình đẳng. Sao cậu bắt tôi hầu hạ cậu như thế này? 2018 rồi, nội trợ không chỉ là của mình con gái đâu. Đúng vậy, chính vì thế nên tôi càng không phải làm. Hôm qua mẹ cậu gọi điện cho cậu mấy chục cuộc đấy. Tắt máy đi. Nhưng mà mẹ cậu có làm gì sai đâu. Thế cậu nghĩ tôi chưa bao giờ nói với mẹ tôi về cái việc bố tôi ngoại tình à? Tôi đã nói rất nhiều lần, cũng khuyên mẹ là ly dị đi. Chỉ cần hai mẹ con sống với nhau là đủ. Nhưng mẹ tôi lúc nào cũng cắn răng chịu đựng, nói là muốn tốt cho tôi. Như thế mà là tốt cho tôi à? Cậu nghĩ mà xem, muốn tốt cho tôi mà như thế à? Là một đứa con ngoan, chắc phải học được cách im lặng, thấu hiểu cái nỗi khổ tâm của người lớn. Một cái thế giới đầy toan tính ấy. Nhiều lúc tôi rất ghen tị với cậu. Có cái gì mà ghen tị? Mặc dù cái tính của cậu thỉnh thoảng rất là chó tính. Đúng là cậu đấy. Nhưng mà cậu biết mình muốn làm gì. Còn tôi, nếu như bố mẹ tôi hỏi rằng nếu không thi kinh tế thì mày làm gì, nếu không thi kinh tế thì mày làm gì, chắc là tôi đấy, cãi cũng vô nghĩa. Bởi vì bản thân mình có biết mình muốn làm gì đâu. Giúp buồn ấy, đi theo tôi. Tôi sẽ cho cậu hết buồn luôn. Đi đâu? Lại đây, lại đây. Con mãi thì tốt nhở? Đứng im, ngẩng mặt lên. Làm sao, có cái gì à? Hả? Ngẩng mặt lên trời. Vẫn ngẩng mặt lên trời. Đứng im đấy. Tôi vẫn đúng luật nhá. Tôi sẽ vào đi tắm trước để thể hiện cho cậu biết sự tôn trọng của tôi đối với cậu như thế nào. Chẳng biết đến lúc mà được hoán đổi lại, người mình có bóng loáng như cái bồn cầu không nhỉ? Inter Milan giành thắng lợi với tỷ số là 1-0. Như vậy là nếu anh có yêu nói thì ngại gì? Sao lại về giờ này rồi? Chết rồi, làm sao? Bố. Sao không học hành mà suốt ngày xem tivi thế con? Ôi bố ơi, tivi bây giờ cũng nhiều kiến thức bổ ích lắm chứ bố. Mà bố ơi, sao bố lại về giờ này ạ? Bố lấy giấy tờ rồi đi luôn. Bố lấy giấy tờ gì bố cứ để con lên lấy cho. Bố cứ ngồi đây nghỉ. Bố biết chỗ đâu mà. Sao lại không biết? Bố chỉ cần nói thôi là con biết chỗ. Bố cứ ngồi đây uống nước còn con sẽ đi lên lấy giấy tờ. Sao tự nhiên hôm nay lại tử tế thế? Hôm nào con gái bố chả tử tế. Tóc rồi bờ môi khô hàng mi đen.